Hello chào các bạn nhé, rất vui khi các bạn đã quay trở lại kênh Sơn Gym. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một chiếc thẻ 2 Connection 2 trong 1 của MB Bank như thế này. Thẻ 2 Connection là gì? Thì đây chính là một chiếc thẻ đa năng tích hợp cả thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trên cùng một chiếc thẻ như thế này. Sử dụng rất là tiện lợi. Nói cho các bạn dễ hiểu hơn là thế này. Với thẻ ghi nợ, tức là thẻ ATM thông thường sẽ được liên kết với tài khoản ngân hàng, được sử dụng để mà rút tiền từ tài khoản ngân hàng của chúng ta, hoặc là sử dụng để mà thanh toán, quẹt thẻ thanh toán thay cho tiền mặt. Còn thẻ tín dụng có nghĩa là loại thẻ mà ngân hàng sẽ cung cấp cho chúng ta một hạn mức tín dụng để mà cho chúng ta dùng trước. Sau khi dùng tiền trong hạn mức tín dụng này, sau đó chúng ta mới cần phải nạp tiền vào để mà trả nợ cho ngân hàng. Đó, nói chung là sẽ một hình thức vay tiền của ngân hàng. Nếu mà vẫn chưa hiểu rõ thì các bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn qua video này. Bình thường thì thẻ tín dụng sẽ riêng một thẻ, còn thẻ ghi nợ sẽ riêng một thẻ. Nhưng với thẻ đa năng này được tích hợp sẵn cả thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, sử dụng hai nguồn tiền, hệ thống sẽ ưu tiên lựa chọn nguồn tiền sao cho phù hợp. Khi mà chúng ta sử dụng thẻ này để mà đi rút tiền tại cây ATM thì hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng nguồn tiền trong tài khoản thanh toán, tức là sẽ sử dụng phần tính năng thẻ ghi nợ của thẻ đó. Còn khi mà chúng ta sử dụng trong các giao dịch chi tiêu, thanh toán qua máy POS hoặc là trong thanh toán online và trong các giao dịch rút tiền tại cây ATM ở nước ngoài thì sẽ ưu tiên sử dụng nguồn tiền trong hạn mức tín dụng, có nghĩa là sử dụng tính năng thẻ tín dụng của thẻ đó. Nếu mà các bạn không có nhu cầu sử dụng tín dụng thì các bạn sử dụng chiếc thẻ này như là một chiếc thẻ ATM thông thường để mà rút tiền, dùng tiền trong tài khoản thôi. Còn bạn nào mà có nhu cầu dùng tiền trong hạn mức tín dụng để mà trả góp rồi thì thanh toán hóa đơn dịch vụ chẳng hạn thì các bạn có thể sử dụng. Nói chung là vô cùng là tiện luôn. Và với thẻ 2 Connection 2 trong 1 này có rất nhiều mẫu thẻ cho các bạn lựa chọn nhé. Đây sẽ bao gồm các loại thẻ như sau: các mẫu thẻ bộ sưu tập theo quân bài tây, át dô cơ tiếp bích, K, Q, 3 bích, hoặc là các mẫu thẻ theo cung hoàng đạo. Rất là đẹp. Mẫu thẻ màu sắc rực rỡ của mùa hè này, mẫu thẻ hình lá cây này, mẫu thẻ hình 12 con giáp này. Đó, rất nhiều mẫu thẻ độc đáo các bạn có thể lựa chọn. Khi mà chúng ta sử dụng thẻ này, có một điểm rất an toàn đó chính là các thông tin của thẻ như là số thẻ, họ tên chủ thẻ và các thông tin khác của thẻ không được in ở trên thẻ. Đó, cho nên là trong trường hợp mà chúng ta đánh rơi thẻ chẳng hạn, hoặc là thẻ này rơi vào tay kẻ xấu thì chúng ta cũng không lo bị mất tiền. Đó, rất là an toàn ở chỗ đó. Khi mà chúng ta cần xem số thẻ cũng như là cần xem các thông tin của thẻ thì chúng ta đăng nhập vào ứng dụng xem là được. Đó, rất là hay. Tiếp theo là một số loại phí sử dụng. Thì khi mà chúng ta làm thẻ này, sử dụng thẻ này thì sẽ có một số phí phổ biến như sau. Đầu tiên là phí làm thẻ, phí mua thẻ. Thì đối với một thẻ này chúng ta sẽ phải mua với số tiền khoảng 50.000, cả phí ship về tận nhà thì khoảng 70-80.000 gì đấy. Nói chung là về giá mua thẻ thì có thể là lên xuống theo thời gian. Rồi, tiếp theo là về phí thường niên. Khi mà chúng ta sử dụng thẻ này sẽ phải mất phí thường niên là 66.000 một năm, nhưng mà sẽ được miễn phí năm đầu nhé. Kể từ năm thứ 2 trở đi sẽ là 66.000 một năm. Tiếp theo là phí rút tiền tại cây ATM. Nếu mà rút tại cây của MB thì phí giao dịch là 1.100 đồng trên một giao dịch. Còn nếu mà rút tại cây của ngân hàng khác thì sẽ là 3.300 đồng trên một giao dịch. Còn nếu mà rút ở nước ngoài thì sẽ là 4% nhân số tiền giao dịch. Tiếp theo, đối với giao dịch thanh toán qua máy POS thì sẽ là miễn phí nhé. Tiếp theo là phí giao dịch ứng tiền mặt bằng thẻ tín dụng qua máy POS. Thì nếu mà qua máy POS của MB sẽ là 3% nhân số tiền giao dịch, tối thiểu là 50.000. Còn qua máy POS của ngân hàng khác thì sẽ là 4% nhân số tiền giao dịch, cộng với phí ngân hàng thanh toán thu nếu có, tối thiểu là 50.000. Đó. Rồi, còn một số loại phí khác của một số loại giao dịch. Cái này thì chắc là cũng ít dùng đến cho nên là các bạn tự xem thêm nhé. Rồi, ok. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách có được một chiếc thẻ 2 Connection 2 trong 1 như thế này để mà sử dụng nhé. Rồi, trước tiên để có thể làm thẻ này thì các bạn sẽ cần phải có một tài khoản ngân hàng MB Bank nhé. Nếu chưa có thì các bạn hãy tải ứng dụng MB qua đường link ở bên dưới mô tả video rồi đăng ký mở tài khoản online là được. Nếu cần thiết thì các bạn có thể xem hướng dẫn qua video này cách mở tài khoản ngân hàng online và làm thẻ ATM MB tại nhà. Sau khi mà các bạn đã có tài khoản ngân hàng MB rồi, bây giờ các bạn có thể tiến hành làm thẻ một chiếc thẻ 2 trong 1 như thế này để mà sử dụng. Cách làm chiếc thẻ này như sau. Sắp tới có thể là ngân hàng MB sẽ cho phát hành thẻ này ở trên ứng dụng luôn, nhưng mà hiện tại thì chưa. Hiện tại để mà có được một chiếc thẻ như thế này để mà sử dụng thì chúng ta sẽ cần phải mua, sau đó là vào ứng dụng định danh xong là dùng được. Như vậy thì chúng ta có thể mua chiếc thẻ Connection này ở đâu? Thì các bạn nên vào gian hàng của MB ở trên Shopee để mà mua nhé.
Đây, mình có để link ở bên dưới mô tả video luôn. Ở trên điện thoại thì các bạn chỉ cần bấm vào tiêu đề của video để mở nội dung mô tả. Đây, link mua thẻ MB đây, các bạn bấm vào link này. Đây chính là gian hàng MB Official này. Với gian hàng này được MB giới thiệu ở trên ứng dụng MB Bank luôn, cho nên là đảm bảo là uy tín nhá. Đó, tại đây các bạn cứ tìm xem các bạn thích mẫu thẻ nào thì các bạn lựa chọn, sau đó là tiến hành đặt mua như mua bất kỳ món hàng nào khác ở trên Shopee mà thôi. Ở đây sẽ có rất nhiều mẫu các bạn có thể lựa chọn, như là các mẫu theo quân bài này, ba pick này, các mẫu theo cung hoàng đạo này. Các bạn bấm chọn, sau đó là lựa chọn loại hàng các bạn thích mẫu nào thì các bạn lựa chọn, ví dụ Asker chẳng hạn, rồi các bạn tiến hành mua giống như mua bất kỳ món hàng nào ở trên Shopee mà thôi. Sau khi đặt xong, các bạn chờ đợi khoảng 3 đến 7 ngày là sẽ nhận được hàng, sẽ nhận được thẻ. Các bạn yên tâm là khi mà chúng ta đặt mua online như thế này hoàn toàn rất là an toàn thôi nhá. Bởi vì là khi chúng ta chưa nhận được thẻ, chúng ta chưa kích hoạt thẻ thì thẻ này hoàn toàn là thẻ trắng thôi. Trong thẻ chưa có gì cả, chưa có thông tin của ai cả, chưa có tiền cả, hoàn toàn là một chiếc thẻ trắng. Khi chúng ta nhận được thẻ rồi, chúng ta tiến hành định danh xong thì chiếc thẻ này mới trở thành của chúng ta, thẻ mới được liên kết với tài khoản ngân hàng của chúng ta, khi đó thẻ mới có tiền nhá. Đó, do vậy nên là thậm chí là các bạn có thể đặt mua nhiều thẻ rồi gửi tặng cho bạn bè người thân hoặc là bán lại cho người khác đều được nhá. Đó, rồi sau khi mà thẻ đã về, các bạn đã nhận được thẻ, các bạn tiến hành bóc phong bì lấy thẻ ra. Đây, mình đã đặt một chiếc thẻ ATM hình một lá bài Asker rất là đẹp như thế này. Bên này nữa. Và mình đã mua thêm một chiếc thẻ theo cung hoàng đạo, cụ thể là cung bảo bình, cho vợ mình đây. Đó, rất là đẹp. Rồi, sau khi mà chúng ta đã nhận được thẻ, bây giờ chúng ta tiến hành định danh thẻ xong là sử dụng được. Để mà định danh thẻ thì các bạn sẽ tiến hành đăng nhập vào ứng dụng MB Bank, đăng nhập vào tài khoản MB Bank của các bạn nhé. Rồi, các bạn vào mục dịch vụ thẻ. Rồi, các bạn vào hai collection ở đây. Rồi, các bạn tiến hành nhập mã CG vào đây. Mã CG các bạn sẽ xem ở trên thẻ nhé, sẽ được in ở trên thẻ. Mỗi một chiếc thẻ cứng như thế này sẽ có một mã CG. Các bạn lấy mã nhập vào. Chuẩn, không cần chỉnh rồi. Tiếp theo, các bạn nhấn vào định danh thẻ. Rồi, bước tiếp theo là các bạn chọn tài khoản gắn thẻ. Có nghĩa là các bạn mà có nhiều số tài khoản thì các bạn sẽ chọn lấy một số tài khoản gắn cho thẻ này, liên kết với thẻ này để mà thẻ này sẽ sử dụng tiền trong tài khoản đó nhé. Đây. Rồi, các bạn tích vào tôi đã đọc hiểu đồng ý với các điều khoản. Sau đó nhấn vào định danh thẻ, nhập mã PIN digital OTP mà các bạn đã thiết lập. Lấy mã OTP, nhập OTP. Tiếp tục. Wow, thẻ đã sẵn sàng sử dụng, tưởng không nhanh mà nhanh không tưởng. Đó, như vậy là đã định danh thẻ thành công. Bây giờ thẻ này đã trở thành thẻ của mình, đã được liên kết với tài khoản của mình. Rồi, bây giờ các bạn về trang chủ. Rồi, bây giờ sẽ còn một bước nữa, đó chính là thiết lập mã PIN cho chiếc thẻ này, tức là thiết lập mật khẩu rút tiền. Đó. Để mà thiết lập mã PIN, các bạn tiếp tục vào mục dịch vụ thẻ. Rồi, các bạn tìm đến thẻ của các bạn, cần tạo mã PIN. Và tại đây các bạn hãy xem số thẻ, chỉ cần nhớ lấy 4 số cuối của thẻ là được, để mà lát nữa các bạn thiết lập mã PIN còn biết là thiết lập mã PIN cho thẻ nào. Tiếp theo các bạn kéo xuống phía dưới, tìm đến mục thiết lập thay đổi mã PIN. Rồi các bạn chọn thẻ cần thiết lập, trong trường hợp mà các bạn đang có nhiều thẻ nhé, thì các bạn chọn thẻ cần thiết lập ở đây. Rồi tiếp theo là các bạn nhập mật khẩu mới vào đây, có nghĩa là mật khẩu của thẻ, mã PIN của thẻ. Đối với thẻ quốc tế Visa hoặc là JCB hoặc là Master thì sẽ gồm 4 số nhé. Còn đối với thẻ nội địa thì sẽ là nhập 6 số. Đối với thẻ này chính là thẻ Visa. Đây, có chữ Visa ở đây. Thì chúng ta sẽ nhập 4 số vào. Tiếp theo, xác nhận mật khẩu mới là các bạn nhập lại. Rồi, nhấn tiếp tục. Rồi, tiếp tục các bạn nhập mã PIN Digital OTP. Lấy mã OTP. Nhập mã OTP. Tiếp tục. Thiết lập thành công. Đó, như vậy là thẻ này đã có mã PIN rồi. Bây giờ chúng ta có thể sử dụng thẻ này để mà đi rút tiền tại cửa ATM. Hệ thống yêu cầu chúng ta nhập mật khẩu thì chúng ta sẽ nhập mã PIN gồm 4 số mà chúng ta vừa thiết lập. Đó, rất là đơn giản như vậy thôi. Cũng như là khi mà chúng ta quẹt thẻ chẳng hạn, yêu cầu nhập mật khẩu thì chúng ta sẽ nhập mã PIN 4 số đó vào. Như vậy thôi. Rồi, như vậy thì còn về cách sử dụng chiếc thẻ này như thế nào thì rất là đơn giản thôi. Như ở đầu video mình đã giới thiệu, chiếc thẻ này sẽ
tích hợp như là một chiếc thẻ ghi nợ để mà chúng ta rút tiền, sử dụng tiền trong tài khoản. Đồng thời đây cũng là một chiếc thẻ tín dụng để mà chúng ta được cấp tín dụng và dùng thẻ trong tài khoản tín dụng được cấp. Đó. À, về xem số thẻ. Chiếc thẻ này có một đặc điểm, đó chính là các thông tin của thẻ như là số thẻ, họ tên chủ thẻ, số CVV v.v. sẽ không được in ở trên thẻ nhé, mà chúng ta sẽ cần phải xem ở trên ứng dụng. Rất đơn giản thôi, các bạn cứ đăng nhập vào ứng dụng, rồi các bạn vào mục dịch vụ thẻ, sau đó các bạn tìm đến thẻ mà các bạn cần xem thông tin, rồi nhấn vào xem thêm. Rồi các bạn vào xem thông tin số thẻ CVV. Tại đây sẽ hiển thị đầy đủ tất cả các thông tin của thẻ, bao gồm số thẻ, số CVV v.v. Còn trường hợp mà các bạn sử dụng đến phần tín dụng chẳng hạn, thì các bạn có thể vào phần thông tin thẻ để xem. Ở đây sẽ có các thông tin như là hạn mức thẻ, số tiền có thể sử dụng, vân vân vân. Đó, hạn mức thẻ có nghĩa là hạn mức tín dụng mà các bạn được cấp, hay nói cách khác là số tiền mà các bạn được vay trước để mà dùng. Đó, còn số tiền có thể sử dụng thì là số tiền các bạn có thể sử dụng thôi. Rồi, trường hợp mà các bạn có sử dụng đến tiền trong hạn mức tín dụng, có nghĩa là các bạn có vay tiền trong tín dụng này, thì để mà trả nợ thì các bạn vào phần trả nợ tín dụng này để mà trả thôi. Hoặc là các bạn muốn chuyển tiền vào tài khoản tín dụng để mà sử dụng thì các bạn có thể nhấn vào chuyển tiền đến thẻ. Hoặc là các bạn có tiền trong tài khoản tín dụng, tức là số tiền nạp vào chứ không phải là số tiền trong hạn mức tín dụng nhé, mà các bạn muốn chuyển về tài khoản thì các bạn vào chuyển tiền về tài khoản. Đó, nói chung là rất đơn giản thôi. Rồi, ok, video này chỉ như vậy thôi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. À, bạn nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên đăng ký kênh Sơn Gym để theo dõi nhiều video bổ ích khác nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.